Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Liberia đã chính thức thoát khỏi dịch Ebola lần thứ hai và chuẩn bị bước vào giai đoạn giám sát 90 ngày nhằm ngăn chặn bệnh tái xuất hiện. Các cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết 42 ngày, gấp đôi thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola đã trôi qua kể từ khi bệnh nhân cuối cùng được chữa khỏi và được thử nghiệm âm tính với bệnh vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Như vậy có thể tuyên bố nước này đã thoát khỏi dịch Ebola lần thứ hai. Trước đó, Liberia đã tuyên bố không còn virus Ebola tại quốc gia này vào hồi tháng 5. Tuy nhiên lại xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm vào cuối tháng 6. Các nhà khoa học cho biết, lây lan qua đường tình dục là giải thích hợp lý nhất cho sự hồi sinh của virus chết người này ở Liberia, vì virus có thể sống bình thường trong tinh dịch sau thời gian ủ bệnh 21 ngày. Hiện đất nước láng giềng Guinea và Sierra Leone vẫn đang nỗ lực để chấm dứt sự bùng phát của Ebola.